Bao giờ chị con mới đưa con dâu về ra mắt bố mẹ đây? Con cũng nhiều tuổi rồi, con nhỏ nữa đâu mà cứ chần chừ mãi. Con phải để cho bố mẹ biết mặt mũi, tính tình nó như thế nào để mà con tính chứ. Mẹ cứ từ từ, con chưa vội đâu mà. Chả bố ảnh chứ, suốt ngày cắm đầu vào công việc, coi chừng trở thành ông già rồi ấy, chả ai nó thèm lấy đâu. Con đùa mẹ thôi. Bạn gái con tên là Ngọc, là thư ký của con. Tháng sau ấy, con rảnh việc, con sẽ đưa cô ấy về chào bố mẹ, sẵn bàn luôn chuyện cưới xin. À, mà sau đám cưới chúng con tính đi du lịch châu Âu đấy, mẹ thấy có được không? Được được, miễn là con đưa con dâu về đấy cho mẹ. Mẹ chờ đấy nhá. Vâng, thôi con làm việc đây, con chào mẹ. Ừ, con đi làm đi. Không được, mình phải bí mật đến công ty để xem mặt con dâu mới được. Cho bác hỏi, cháu có biết cô Ngọc, thư ký của sếp tổng ở đâu không? Ở cái công ty này thì ai chả biết cô Ngọc hả bác? Mà bác là ai đấy ạ? Bác là... À, để cháu đoán nhá. Có phải bác là shipper giao hàng đúng không? Đúng rồi, bác giao hàng. Ôi, thế mà bác không nói cháu trước. Để cháu chỉ đường cho bác nhá. Đây này, bác đi thẳng kia kìa. Đấy, xong bác rẽ phải. Bác nhìn một lúc là thấy ngay cô Ngọc cô ngồi nổi bật nhất luôn đấy ạ. Vâng ạ. Bác cảm ơn nhớ. Vâng ạ. Chào bác ạ. Giao hàng mà nhìn sang thế nhỉ. Nói mày không hiểu à? Hả? Mày là người hay là chó mà không hiểu tiếng người đấy hả? Cái đống tài liệu này tao bảo mày làm nộp cho tao trước 7 giờ sáng, mà bây giờ tận hơn 7 giờ mày mới nộp. Này, mày muốn nghĩ gì đấy hả? Mày muốn phá cả cái công ty này thì mày mới hài lòng à? Hả? Dạ, em xin lỗi chị ạ. Hôm qua em đã tăng ca rồi nhưng mà vẫn không kịp thời gian. Chị thông cảm cho em ạ. Nhân viên nào ở đây thì phải tăng ca cả. Mày đừng đứng đấy tỏ ra mình là người chịu nước nữa đi. Không làm được việc ý thì xin nghỉ việc đi. Mang tiếng là sinh viên trường kinh tế mà làm việc ý thì không bằng một đứa trẻ danh. Bố mẹ mày cho tiền đi học ý cũng là quá phí mà. Công ty ý không cần những người lười biếng như mày. Chị ơi, em xin lỗi ạ. Em thật sự làm việc rất cẩn thận, không dám lười biếng đâu ạ. Nhưng mà do công ty yêu cầu độ chính xác cao nên em làm hơi mất thời gian một chút ạ. Này, mày quên mất vị trí của mình rồi đấy à? Hả? Ở đâu ra cái kiểu nhân viên mà cái sếp chém chảnh với chảnh thế hả? Này nhá, mày cũng chỉ là một con nhà quê tỉnh lỵ, lên đây để làm việc thôi. Tao thương thì tao cho làm, còn không ý thì cút. Còn đứng đây mà canh cựu với tao à? Hả? Hay việc của mày rồi đấy, biến ra ngoài kia. Mà này, nhà tài liệu lên, đưa cho tao. Dạ, không có chuyện gì đâu anh ạ. Chỉ là nhân viên mới làm việc không cẩn thận. À, anh ơi, tài liệu anh cần đây ạ. Ô, em làm nhanh nhờ. Mà anh thấy khá là chi tiết đấy chứ. Này, anh khá bất ngờ với em rồi nhá. Em phải thức cả đêm để làm đấy. À, mà anh cứ xem đi. Có chỗ nào không hài lòng, anh cứ bảo với em để em sửa lại nhé. Em làm việc có trách nhiệm thật đấy. Mà này, cuối tuần anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh nhá. Cái gì? Ra mắt á? Anh làm em bất ngờ quá. Nhưng mà anh ơi, em sợ mọi người không thích em anh ạ.
em đáng yêu và tốt bụng như thế thì làm sao mọi người không thích được. Thôi được rồi, cứ chuẩn bị đi nhá. Vâng ạ. Anh đi đây. Anh. Vâng, anh xin. Dạ vâng ạ. Mẹ đã bảo là con bé đấy không được. Mẹ không thích tính nó đâu. Nó sống giả dối, cư xử rất tệ. Mẹ không thể chấp nhận một đứa con dâu như thế vào nhà mình. Mẹ, mẹ có hiểu nhầm gì không mẹ? Ngọc là người tốt, con nghĩ mẹ nên gặp cô ấy để hiểu thêm về con người Ngọc. Mà giờ con bận quá, nói chuyện với mẹ sau nhá. Thôi nhá. Cái bà này, bà đang làm cái gì đấy hả? À mày này, ra đây tôi bảo. Vâng ạ. Bà là nhân viên mới đấy à? Vâng. Nhìn ra cả thế này rồi mà vẫn đi làm lao công, chắc là nhà nghèo quá chứ gì. Mà thôi, không nói nhiều nữa, bà đi ra ngoài kia rót cho tôi một cốc nước mang vào đây. Bà nhăn nhó cái gì? Có nhanh cái chân cái tay lên thì bảo. Không ý, là tôi được việc hết đấy biết chưa? Vâng. Thời buổi này rồi mà vẫn thuê mấy cái người già làm cọc. Tôi mà lên chức phu nhân xếp tổng ý, tôi được cổ hết. Rồi, bà bị điên đấy à? Tôi bảo bà rót cho tôi một cốc nước ấm, bà rót cho lạnh để làm cái gì? Này, bà bị ngu hay bị điếc đấy hả? Tôi xin lỗi, tôi mới vào làm nên là không biết. Với lại, cô có bảo với tôi là cô muốn uống nước gì đâu. Ở đâu ra cái kiểu làm việc mà cứ cãi chân chảnh đấy hả? Tôi nói cho bà biết nhá, tôi là thư ký của sếp tổng và tương lai sẽ là vợ của sếp tổng. Người mà nắm trong tay quyền điều hành cả công ty này đấy. Mà sau này khi tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi đã hứa là cho tôi đi du lịch ở châu Âu. Chắc cả đời bà chưa bước chân ra khỏi Hà Nội đâu nhỉ. Ở đây tất cả mọi người đều phải nghe lời của tôi, biết chưa? Tôi biết rồi. Biết điều đấy. Kia, tìm cho tôi đi còn gì nữa. Tôi biết bông tai của cô hình dạng thế nào mà tôi tìm. Trời ơi, bà bị mù à? Có nhìn chi còn lại đấy không? Nhìn đi, tìm đi cho tôi. Còn đừng đấy à? Không mong mà tìm đi. Tôi nói cho bà biết nhá, cái đôi bông tai đấy của tôi ý, chỉ giá hơn 1.000 đô đấy nhá. Bà đi làm cả đời cũng không mua được đâu. Tôi biết rồi. Quỳ xuống mà tìm. Trời ơi, quỳ xuống tìm quanh quanh đây này. Tôi bị thất vị đi đệm nên là tôi không ngồi xuống được. Cô thông cảm cho tôi. Ôi cái bà già lẩm cẩm ấy, ta già là còn lười biếng. Quỳ xuống mà tìm. Ôi ơi, đau quá quỳ. Giả bộ, giả 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 bộ này. Tôi xin cô đấy. Xin này. Cái đồ già cả lười biếng này. Sao em? Anh con ơi, bác ấy đánh em. Nhưng mà anh ơi, bác ấy không cố ý đâu. Còn gì, anh đừng mặc bác ấy anh nhớ. Sao lại đánh em? Đã xảy ra chuyện gì hả em? Thì em đánh rơi một chiếc bông tai mà chỉ có bác ấy ở trong phòng. Em đang nhờ bác ấy tìm lại để trả cho em. Thế mà bác ấy lại đánh em. Anh ơi, bác ấy già cả rồi. Anh đừng đuổi việc bác ấy anh nhớ. Có chuyện như vậy à em? Thế thì quá đáng quá. Đã ăn cắp lại còn đánh người. Mà này, tại sao đến mức này rồi mà em vẫn còn bênh? Em hiền quá đấy Ngọc ạ. Em chắc tại người ta nghèo quá thế nên người ta mới đi làm cái nghề này. Mà anh ơi, anh bỏ qua được cho bác thì bỏ anh nhá. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Tí nữa
anh sẽ cho bác ấy một khoản tiền rồi bảo bác ấy nghỉ việc. Dạ thế cũng được anh ạ. Bác ơi, tí bác xuống phòng tài vụ nhận tiền, cháu sẽ bỏ qua cho bác chuyện này bác ạ. Hoàng, con dám đuổi mẹ sao? Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Mẹ không ở đây thì làm sao mày biết được bộ mặt thật của con dâu tương lai của mẹ? Là mẹ anh sao? Bà, cháu chào bác ạ. Không dám. Tôi nhớ, tôi làm gì đã có con dâu mà có người lại đứng trước mặt tôi đòi đi du lịch châu Âu thế nhỉ? Mẹ, chuyện này là sao vậy ạ? Anh ơi, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi anh ạ. Xin lỗi à? Lời xin lỗi của cô có lấy lại được nhân cách của người khác không? Hoàng, vì mẹ nói con không nghe lời mẹ nên mẹ phải đóng giả là lao công để vào đây thử lòng cô ta. Không ngờ cô ta lại lợi dụng chức quyền để hành hạ những người có vị trí thấp hơn trong công ty. Con biết không, cô ta dùng cả bạo lực với mẹ. Mẹ nói mẹ bị thoát vị đĩa đệm mà cô ta vẫn không tha. Cô ta đần mẹ, cô ta đạp mẹ xuống, lấy chân dẫm lên lưng mẹ. Mẹ van xin mà cô ta vẫn không tha. Loại người như thế có xứng đáng phải làm dâu của nhà mình hay không? Mẹ không cần biết con quyết định như thế nào. Còn mẹ, mẹ không chấp nhận cái loại người hai mặt này về làm dâu nhà mình.